Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách lấy cookie thủ công. Thì một số bạn khi mà sử dụng Auto Marketplace thì không biết cách lấy cookie, hay là lấy cái cookie nó bị sai đi thì phần mềm nó không hoạt động, đúng không ạ? Thì các bạn truy cập vào cái tài khoản Facebook của bạn và các bạn click vào phần trang chủ nhé. Click vào trang chủ Facebook, các bạn nhấn chuột phải này. Rồi các bạn chọn Control Shift C. Tùy cái trình duyệt khác nhau thì cái này có thể là các bạn nhấn phím tắt F12 hoặc là Ctrl Shift Y, đúng không ạ? Thì ở cái trình duyệt này thì nó là Ctrl Shift C, các bạn click vào. Rồi bước tiếp theo thì các bạn chọn cái phần đó là Network, đúng không ạ? Network này, đối với một số trình duyệt thì các bạn gõ BZ, đúng không ạ? BZ thì nó ra BZ này. Tuy nhiên thì gần đây Facebook nó đổi cái giao diện, đúng không ạ? Thì chúng ta không cần thiết nữa. Các bạn bỏ qua cái bước là gõ BZ, đúng không ạ? Các bạn chọn Network này. Rồi các bạn click vào đây, các bạn chờ một chút. Rồi các bạn nhấn vào cái tab XHR này. Các bạn chọn cho tôi. Các bạn chờ một chút, đúng không ạ? Các bạn chọn cho tôi đại một cái dòng nào đấy. Đây, BZ, ví dụ ở đây là BZ có cái là BNZ, đúng không ạ? Hoặc là các bạn chọn vào dòng bất kỳ thôi. Chọn vào dòng bất kỳ. Rồi các bạn kéo xuống này. Đấy, thì nó có cái phần cookie ở đây. Đấy, cookie các bạn sao chép. Đấy, đúng không ạ? Phía trên này cũng vậy, đúng không ạ? Phía trên hoặc là dòng BZ này đều có hiện cookie ra. Đấy thì các bạn sao chép cái phần này. Đó, copy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc bạn thành công.